bạn có nghe được tiếng xe không các bạn? Thật ra là mình tắt máy thả dốc đó. Mấy cái dốc này thấy nó bình thường vậy chứ nó đổ xuống. Đổ xuống hơi sâu. Tốc độ xe có thể lên tới 20-30 km/h. Đó, xuống dốc nữa nè. Rất là tê. Đường này là đường Nam Hồ nha các bạn. Từ đường Nam Hồ chúng ta rẽ phải sang cái đường Hồ Xuân Hương các bạn. Thì chạy tới đây đó là hồ Than Thở đây nè. Đấy. Và đời thông hai mộ thì mình thấy xa xa ở đường đó đó. Mình tay trái. Ở hồ Than Thở thì đợt này mình thấy là có xây cái hàng rào này các bạn. Và bên đời thông hai mộ thì bây giờ cũng bắt đầu xây một cái bức tường luôn. Đó. Có lẽ là sau này bên đồi bên đây sẽ là một cái khu du lịch. Và các bạn muốn vô thăm đời thông hai mộ chắc phải vô cái khu du lịch này. Chúng ta sẽ tham quan từ lối này trước nhé. Đây là đường đi xuống cây thông tình yêu. Con đường này đẹp quá các bạn. Ở dưới gạch là hình trái tim ha. Trên đây cũng đang hoàn thành một cái khung trái tim nè. Rất là đẹp luôn. Sau này các bạn đi đến thì sẽ có một điểm cho các bạn sống ảo. Mấy cái trong trống này tới cái mùa gió nó quay á các bạn. Quay nhiều chắc đẹp lắm. Mình nghe anh thợ nói là cái này khoảng một tháng nữa là hoàn thành đó. Bên đó có một cái xích đu kìa. Mình sẽ trải nghiệm thử cái xích đu này. Cũng giống như một số khu du lịch khác ở Đà Lạt á, thì ở đây cũng có cho thuê đồ dân tộc nè. Đấy, nên đó là phòng thay đồ của các bạn. Ở hồ thì cũng như mọi năm thôi và có cái hoạt động là đạp dịch. Tuy nhiên là lần này là mình thấy có thêm một cái cây cầu gỗ bắc qua.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên trên tháp quan tiếp. Tại đây có thiết kế cầu thang để cho các bạn có thể lên đó ngồi nghỉ hay là chụp hình sống ảo. Thiết kế cái bàn này giống như là để gọi nước uống, để ly trên đây được. Đứng đây thì ta có thể view được trọn cảnh của hồ than thở nè. Và ở bên đó các bạn, đấy, bên khu vực đó, view nhà rất là đẹp. Này là lối đi chính vô đó các bạn. Ở bữa nãy mình không có đi đường này vô tham quan mà mình đi đường kia trước. Bên đây có một cái khuôn viên hoa nữa nè các bạn. Wow, cánh đồng hoa bên đây là quá chi nhiều hoa luôn, rất là đẹp. Đi vô đây các bạn sẽ cảm nhận được cái hương thơm của các loài hoa này, mùi ngào ngạt luôn á. Này rất thích hợp cho gia đình nè, các bạn đi nhóm nè, tổ chức cắm trại, họp trại ở đây á. Tại vì cái không gian ở đây á là đồi nhiều, đồi cỏ nhiều ha. Ở cái khu vực này thì họ bán lẻ và cũng có bán sỉ, có ship tỉnh luôn. Nếu mà quý chị và các bạn có thích sen đá hay là thích lan rồi đó thì có thể đặt mua ở đây.
bình thì một ngày thì bọn mình có thể đi được 2 điểm ở Đà Lạt quý anh chị và các bạn. Nếu trái tuyến, còn nếu cùng tuyến thì có thể đi được nhiều hơn nha. Nơi mà chúng ta sắp sửa tham quan á, có thể nói đó là một cái Đà Lạt thu nhỏ trong một cái Đà Lạt rộng lớn. Các bạn thấy bên tay phải của mình không? Có rất nhiều cây giả quỳ. Theo kinh nghiệm cá nhân của mình á, thì giả quỳ sẽ trổ hoa và nở rộ bắt đầu từ tháng 9 cho đến Tết Nguyên Đán. Bạn nào mà muốn săn giả quỳ thì nên chọn đúng thời điểm đó check in thì rất là ok nha. Nhiều khi đi đến Đà Lạt không chỉ để check in những điểm du lịch mới lạ, mà cái cảm giác khi mà chạy dọc trên những cung đường gợp bóng cây thông cổ thụ như thế này các bạn, cộng với khí trời se lạnh của Đà Lạt thì rất là thích luôn. Giá vé năm nay là 60 nha các bạn. Vừa bước vào cổng của khu du lịch thì mọi người sẽ thấy ngay một cái con rồng khổng lồ quen thuộc, nơi mà bất cứ du khách nào cũng muốn chụp vài kiểu ảnh để kỷ niệm. Ở những điểm này nè, những chú khỉ bây giờ được sơn màu các bạn, có quần áo nữa. Đến đoạn này thì mình thấy là có cải tiến rồi nè, khu vực này mới nè. Ở đây thì thay đổi một chút. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi đường này trước nha, đi đường này tham quan trước. Mọi người thì thường đi cái lối ở trên đó. Thì mình đi ở lối này chuyên biệt với người ta để review cho quý anh chị và các bạn thấy rõ hơn, thay vì là thấy người không. Những hình ảnh ở đây được khắc họa theo từng giai đoạn của lịch sử Đà Lạt. Giai đoạn 1, từ thời hoang sơ cho đến năm 1893, năm mà Dzen Shin khám phá ra cao nguyên Plan Bien, với những truyền thuyết về thiên nhiên hoang dã đã được khắc họa đầy đủ, như là những loại trái cây, chim cẩm, thú rừng hoang sơ.
những công trình kiến trúc văn hóa độc đáo như là ga xe lửa, Dinh Bảo Đại, trường Jensen, viện Pasteur, trường Linh Sơn, Hồ Xuân Hương, vân vân. Và cuối cùng là Đà Lạt, hiện tại và tương lai, với những kiến trúc mới như là sân bay Liên Khương, đường cao tốc Hồ Tuyền Lâm, thung lũng tình yêu. Check-in số 1 của năm, được rất nhiều du khách yêu thích. Thậm chí nơi đây đã từng có những hơn thua, bon chen chỉ để chụp được một cái tấm hình check-in tại hồ vô cực này thôi các bạn. Khi mà vừa thấy hồ vô cực các bạn, thì mình cứ nghĩ là phía bên trái mình là một cái thung lũng hay là một cái vực thẳm, nhưng mà khi đi lên đến cái vành này rồi thì mình thấy là thì ra nó chỉ là một cái con dốc thôi, chẳng có gì là nguy hiểm cả, rất là an toàn. Thì chúng ta đã tham quan xong một vòng của đường hầm đất sét Đà Lạt. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi tiếp đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nhé. See you.